Chào anh em, chúng ta đã có một cái chuyến đi Đà Lạt thật tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời hơn rất nhiều so với gần 10 chuyến đi của năm 2019 lận. Chúng ta đi xa hơn, chúng ta có không gian nó lạnh hơn và chúng ta được trải lòng nhiều hơn và chúng ta được ngồi gần nhau hơn. Thì video lúc này sẽ là những hình ảnh mà anh em đã có được trong chuyến đi rồi. Và kỳ vọng rằng năm 2021 chúng ta sẽ cùng nhau làm nên được nhiều chuyện lớn hơn và chúng ta có nhiều chuyến đi hơn, tuyệt vời hơn anh em ha. Thôi, bây giờ anh chúc mừng thì chị đi chứ. Anh uống đâu, anh uống với đồng nghiệp, anh không dám uống ai đâu. Anh đâu có đi đâu. Có, kiểu nó quay cảnh này nè, mình uống rượu sô chua mà nó không có hàng. À, cầm bài. Không vô. Ấp bá. Ấp bá. Xin lỗi nữa. Anh tặng quà cho không? Cho mình là một gói quá.
toàn bài này bằng Nguyệt đi. Từ từ, câu chuyện nó như thế này. Xin ngọn đóng ạ. Quả chứ sạch hả? Quả. Cái này là nhiều lá lắm. Nhiều lá, nhiều lá. Thức tới 3 giờ. Một cái hôm. Thức tới 3 giờ đó. Thức tới 3 giờ để làm. Nhiều cái lá gì thế này. Và từ Sài Gòn về thì để vô nhà sách đóng cửa và rất là đau đầu, không biết tìm cái này đâu ra để mua. Mà may quá. Giấy gì đó? Mở nghe. Từ từ. Đơn quá. Có nghĩa là như thế này nè. Lần đầu tiên nó lại gặp anh hay rồi. Em có vào đi em. Chúng ta phải năm sau chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta phải học cái gì. Ví dụ anh này sắp tới sẽ học bằng lái liền đó,
đó là một động lực. Anh học xong thì anh em với bạn mình đi đến tận giờ là học được trong một, đó là mục tiêu của anh. Để mình học xong mình thấy học cái gì đó nè, cái đó là ra để chúng ta anh giống như là mất của mình nó đạt được. Nhưng nếu mà không có thì giống như cường nói chết chết rồi, chết rồi thôi. Trời, những ngày này mới Tết, những ngày này ha, hồi hồi đã hết Tết, tới năm sau rồi. Đúng rồi, cứ như thế mà thì cuộc đời ta trôi qua. Cho nên là mọi người sẽ nhận được một món quà. Thì sau đó chúng ta sẽ ngồi lại nhau, sau đó thì bạn ngồi qua như vậy. Nó có vui thế chứ? À, bây giờ hồi nãy anh có hỏi Bông là em có đồng ý cho một người nào đó là chồng của em đi với một người đàn ông ăn và uống rượu rồi sau đó sẽ đem về cho em đấy. Nhưng mà Bông, mình thắc mắc là Bông không hỏi người đó là thân hay là người đó lạ, cái người đó thắc mắc là thì Bông muốn hỏi câu đó. Ví dụ như bạn thân hay là người lạ. Rồi thì bây giờ cái quà này nó đồng đóng gói chung với nhau. Thêm một cái motif là mấy bạn sẽ tháo cái túi ni lông này ra. Các bạn sẽ tháo cái siêu này ra. Rồi mấy bạn sẽ mở cái nắp này ra một cái tinh tự. Và các bạn sẽ thấy điều đó như thế nào. Anh cameraman ơi. Zoom cận cảnh. Hãy cận cảnh nhá. Rồi đầu tiên là anh đầu tiên anh Khánh đi. Đây đúng không? Phải. Thôi mọi người cũng gửi đi, trong lúc mà còn khui thì từ từ khui, gửi cái siêu này ra đi. Gửi cái ni lông này thôi. Thật là em rất là rung. Rất là rung. Gửi ni lông ra thôi anh em. Đang là mùa đông mà gặp mở quà lại gặp rung hơn nữa. Mà sắp rồi là mình có thể bung lụa luôn. Trong cái hộp nhỏ này nè, có một cái tấm giấy to. Trong tấm giấy to có những dòng chữ nhỏ. Những dòng chữ nhỏ có nghĩa thật là to. Rồi, mình vui tới đó thôi, nhưng mình nhờ lấy ni lông ra mình kể. Lấy ni lông là gì nha. Rồi, mình kể là câu chuyện của ngày xưa nè. Mình đã từng làm cho vợ mình một món quà. Mà mình quấn không biết bao nhiêu lớp giấy. Và mỗi lớp giấy như vậy có một cái thông điệp. Để tầm bài luôn. Còn thấy chữ có đồ mình trả lại. Đó, lớp nào cũng có chữ á. Giới thiệu đây là cái bọc quấn quấn thôi. Bây giờ mình bọc mở xong rồi mình lấy đây nha. Rồi đầu tiên thì Khánh đột siêu ra nha Khánh nha. Nó còn gì chạy ra á. Đột hẳn nó siêu màu trắng ra luôn. Rồi sau đó bật nắp lên. Đó. 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 Đó kéo ra luôn. Rồi bây giờ chúng ta rút lên từ từ nào. Rút lên. Rồi đóng nó lại nào, đóng nó lại nào. Rồi lắc coi, lắc cái này. Anh Dũng mình theo. Anh Khánh rồi tới giờ tới anh Cảnh nè. Rồi tới em nha. Mở lớp siêu hả anh Dũng? Anh cũng chuẩn bị đi chứ. Đây còn nguyên đai nguyên kiện nha. Không, anh đang quay camera của anh Cảnh rồi. Em nè. Đó bằng chiều cao lắm ơi. Nó dài bằng anh Cảnh rồi, anh Cảnh rồi. Luôn. Còn hợp đâu, lắc kêu không? Anh sẽ em quà của anh mà. Nguyên
đang nguyên kiện nha. Đang mơ luôn đi. Một chiếc mơ luôn. Hợp quá các bạn ơi. Hợp quá. Có gì thay đổi. Rồng rắn lên mai luôn anh ơi. Ảo thuật, ảo thuật da. Chém rồi, chém rồi thỏ này nha. Rồi, tới giờ tới hiệu nha. Em nhìn cái đẹp ra. Có phải là mơ không đây? Anh Hiệu ơi, xác nhận giùm em là cái quả còn nguyên đây nguyên kiện không Hiệu ơi? Nguyên zin. Chưa buông hàng đâu ha. Chưa. Còn zin ha. Đây vận chuyển từ dưới Long Khánh lên anh Hiệu, xác nhận giùm em. Còn đây nè. Lột siêu. Từ dưới này hả? Đúng tên chị Hiệu ơi, đúng tên chứ? Đúng tên. Quá tuyệt vời như vậy. Về vấn chỉ tinh thần rồi mặc chắc anh Khánh à. Tự nhiên đang lạnh là tự nhiên hết lạnh luôn anh. Hết lạnh luôn. Cởi áo nha. Bạn bông có vui lây không nè? Dạ vui. Vui hả? Phúc mừng Khánh cái. Bạn bông đi, phúc mừng Khánh cái. Ngại. Ngại. Đây là quà cuối năm anh dành cho Nguyệt Do với nhà ha. Anh mong là tụi em sẽ đến cái buổi tiệc ngày hôm nay, đó là buổi tiệc mà anh nghĩ đó là buổi tiệc cuối năm. À, cho nên là anh cũng có đã nhắn chủ nhau là cho em cố gắng em đi. Thật ra nó không hẳn là cái buổi đi du lịch đâu, nó còn là cái buổi mà giống như team building á, dành cho nhau những cái lời tri ân, lời cảm ơn mà cả một năm qua chúng ta đã cùng làm việc với nhau. Đây là những món quà mà đã chuẩn bị rồi, mà không có em cho nên là anh gửi đến tụi em video clip này. Ha. Mọi người nghe cái âm thanh này, mọi người đoán em ở đây á, nhưng mà không đoán ra được là trong này có cái gì. Đây thì những món quà này vẫn còn siêu ha. Cho nên là tụi em sẽ tự về, tụi em tự bóc siêu. Còn trong đây là những cái gì đó mà tất cả cái sự cảm ơn tụi em đã cùng anh cả một năm qua để gắn bó làm việc cùng anh. Thì ở đây là giống như một thành quả của mình. Nó mới chỉ là sự ghi nhận ở từ phía anh thôi, và chúng ta sẽ còn một cái dịp để ngồi lại với nhau để trao đổi với nhau là chúng ta đã làm được gì trong một năm qua, chúng ta đã vấp những cái lỗi gì, chúng ta có kỳ vọng là nhiều hơn những món quà mà tặng bây giờ hay không, thì chúng ta còn cái dịp để trao đổi lại với nhau nữa. Cho nên nó mới là một chiều một sự tri ân của anh thôi ha. Cho nên là khi mà nhận được món quà này, mong là tụi em sẽ vui. Vì đây là sự biết ơn, rõ ràng đó là sự biết ơn của anh dành cho tụi em. Còn bây giờ sẽ là nhận được cái quà này á, thì về nhà sẽ khui như thế nào? Thì anh Cảnh hồi nãy anh có một cái giây phút rất là thăng hoa. Với anh nhà nhìn em nha. Rồi ok, bây giờ tiếp mục của anh. Đây lớp siêu nè, đó. Nè mình lột ra từ từ nha, cảm nhận. Đó, lột ra. Giữ cái nơ lại. Giữ cái nơ lại nha. Đó. Cầm cái nơ giật lên. Đấy.
có tiền. À không. À. Kéo ra nữa. Chưa. Hay chưa. Chúng ta là người chiến thắng. Rồi nha. Cảm ơn em, cảm ơn tụi em rất là nhiều. Và hy vọng rằng năm sau chúng ta có những cái buổi đi chơi như thế này nó hạnh phúc hơn và nó sung vầy hơn. Cảm ơn em. Yeah.